Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có một chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và có thể nó là những gì liên quan tới quá khứ lịch sử. Đó là chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần này thì tôi lại đi vào một cái chủ đề nó tương đối là nó mang tính chất xã hội nhiều hơn, liên quan tới một cái cuộc sống của chúng ta. Mà trong đó thì quý vị, trong mấy ngày qua thì rộ lên cái tin đồn cho rằng là một ông luật sư chuyên đi bưng bô cho Cộng sản bây giờ đã bị trục xuất trở về Mỹ. Tôi chưa biết cái tin này tôi được xác nhận hay không, nhưng mà ít nhất là cái hành động của ông ta cho thấy rằng là cuối cùng những kẻ mà tìm cách bưng bô cho Cộng sản bằng cách này hay cách khác, quý vị, kết quả sau vài năm họ đều có cái giá giống như nhau. Ok quý vị, có thể nói rằng là những kẻ này là những kẻ đã từng nghĩ rằng là họ sẽ là một cái gì đó quan trọng lắm với Cộng sản. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị, Cộng sản khai thác hết những cái gì họ biết, khai thác hết những cái gì họ có, sau đó nó vắt chanh bỏ vỏ. Đó là cái cách của Cộng sản từ xưa tới nay. Và tôi có thể điểm qua một loạt những cái kẻ từng bưng bô cho Cộng sản trở về Việt Nam rồi quay trở lại Mỹ với thân tàn ma dại. Và điều này cho thấy rằng có những kẻ không học được bài học. Bài học đó là bài học mà họ học vỡ lòng từ cái thời mà còn miền Nam Việt Nam của chúng ta. Quý vị, đầu tiên hết, cái trường hợp mà tôi nhắc tới đầu tiên, quý vị còn nhớ cái trường hợp của Trần Trường khi mà che treo lá cờ của Cộng sản ngay trong cửa tiệm mà cho mướn video của ông ta tại Đại Lộ Bôn Sa. Lúc đó cộng đồng phản ứng rất mạnh và ông ta quay sang bưng bô cho Cộng sản và tìm cách trở về Việt Nam làm ăn, mở vựa tôm gì đó. Và vài năm sau đó thì quý vị thấy Trần Trường bò trở lại Mỹ và van xin cộng đồng giúp đỡ cho ông ta vì thiếu nợ cùng mình ở Việt Nam, sau khi Cộng sản vắt chanh bỏ vỏ. Rồi quý vị, trường hợp thứ hai là trường hợp của cái tờ báo mà tôi từng cộng tác. Đó là tờ Việt Weekly. Lúc mà họ dùng cái chiêu gọi là đâm bị tóc, thọc bị gạo, chọc cho những người trong cộng đồng có những cái lời lẽ để mà chỉ trích nhau, để họ ở giữa họ bán báo, mà tôi gọi là họ mở võ đài cho hai đấu sĩ đấu nhau, rồi cuối cùng thì họ bán vé đó quý vị. Thì đáng lý nếu mà họ khai thác cái vấn đề này, có lẽ họ còn tồn tại trong cộng đồng. Nhưng họ đi đã vượt quá cái lằn ranh. Và cuối cùng những kẻ này về bưng bô cho Cộng sản và mất hút luôn trong cộng đồng. Thì quý vị, một kẻ thì đã biến mất khỏi cái cộng đồng, còn một kẻ thì bây giờ đi ăn mày ở Hồ Hoàn Kiếm mỗi một ngày. Quý vị biết tôi nói ai, tôi không nói nhiều. Thì quý vị, đó là cái hậu quả về bưng bô cho Cộng sản. Rồi tiếp đến sau này, có một số những kẻ khác cũng tiếp nối con đường về gọi là ca ngợi Cộng sản và bưng bô cho Cộng sản. Và kết quả trở về Mỹ là thân tàn ma dại. Có thể nói là thân tàn ma dại quý vị. Không còn cửa sống trong cộng đồng, mà kiếm ăn ở thị trường Mỹ thì cũng không xong. Rồi cứ sống vất vả vất vưởng như vậy cho cái giai đoạn sau của cuộc đời của họ. Thì quý vị, đây là những kẻ và mới nhất là cái ông luật sư ở Houston thì cũng về bưng bô ca ngợi Cộng sản ở trong giai đoạn ở đây. Lúc còn tại vị là nghị viên thì là khoe khoang nhiều thứ lắm. Rồi cái ăn nhậu với lại Cộng sản, với lãnh sự quán của Cộng sản ở Houston đó, rồi cũng bị chiêu dụ về, rồi lên trên YouTube nói những cái lời bưng bô cho Cộng sản, giải thích cho Cộng sản. Và kết quả thì quý vị thấy, cuộc đời không ra cái gì cả. Về tới cộng đồng thì họ có một mẫu số chung. Tất cả những kẻ này không xuất hiện ở trên cộng đồng nữa. Họ biến mất luôn. Tức là họ không còn cái chỗ đứng nào trong cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại hết. Quý vị, tôi kể câu chuyện này ra cho quý vị nghe là bởi vì
họ đã không học được bài học vỡ lòng của miền Nam Việt Nam trước đây. Tức là trong cái giáo dục của miền Nam Việt Nam, tức là của thể chế Việt Nam Cộng Hòa trở về trước đó. Quý vị, trong cái những cái môn học của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước thì nó có hai cái môn mà người ta ít để ý tới, nhưng nó lại là những cái lằn ranh mà mình phải tự đặt ra cho cuộc sống của mình. Quý vị, thứ nhất là cái chương trình công dân giáo dục trước năm 1975. Và thứ hai là cái tiết học về triết học trước năm 1975, nó đã bị biến mất sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi. Đây là hai môn học rất bình thường. Nhưng quý vị, nó lại là hai môn học có thể tạo cho quý vị có được một cái chất sống rất rộng rãi trong xã hội. Mặc dù rằng nó có thể giúp không giúp được gì cho cái việc mà quý vị kiếm ăn trong xã hội cả. Tiếng học, nó là một cái vấn đề rất là trừu tượng. Công dân giáo dục cũng là một vấn đề trừu tượng. Nó không có cụ thể trong cuộc sống đâu. Nhưng nó sẽ giúp cho quý vị thành bại trong cuộc sống sau này. Khi mà chúng ta không thuộc hai bài học này, thì chúng ta sẽ thấy được sự thành bại ngay trước mắt của mình. Quý vị, công dân giáo dục đó là cái tiết học mà giúp cho chúng ta biết được cái quyền công dân của mình. Biết được cái quyền của mình được cái gì và những gì chúng ta không nên làm trong một xã hội được xem là pháp trị. Còn triết học là cho chúng ta một cái bề sâu của cuộc sống. Và đó là cái trải nghiệm của những tiền bối, những tiền nhân của chúng ta đúc kết lại thành những cái bài học triết học để chúng ta có thể ngẫm nghĩ về chiều sâu của cuộc sống, đặt ra cái quy tắc cho chính bản thân của mình trong cuộc sống để chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn. Từ những quy tắc về cách đối nhân xử thế, từ những quy tắc về lập trường trong cuộc sống và từ những quy tắc về đạo đức xã hội. Quý vị, hai môn học này đối với chúng ta đôi lúc nó chỉ là một cái môn học trừu tượng thôi, nhưng chính nó lại là cái thước hướng dẫn cho chúng ta trong cuộc sống ở khi mà chúng ta lớn mà chúng ta không để ý. Chính những kẻ bưng bô này không thuộc lòng những bài học đó, cho nên ngày hôm nay họ phải trả giá. Và quý vị, hôm nay thì cái bài nói chuyện của tôi dựa trên câu chuyện của những kẻ bưng bô cho Cộng sản bây giờ về Mỹ thân tàn ma dại, để tôi chia gọi là san sẻ lại với quý vị những gì mà thân phụ của tôi hay là những tiền bối của tôi đã truyền lại cho tôi về cái bài học công dân giáo dục và triết lý. Quý vị, công dân giáo dục tôi không có được dịp học. Tôi không có được dịp học bởi vì năm 75 vào tôi mới có 7 tuổi thôi. Nhưng cái may mắn của tôi gặp được những tiền bối, họ đã truyền thụ lại cho tôi. Rất là khi mà thời gian tôi ở đảo Bulao Vidong, thì với cái cuộc sống ở trên đảo đó quý vị, thì có những cái gút mắt giữa những người Việt ở trên đảo với nhau. Thì cái hay nhất là áp dụng cái công dân giáo dục ở trên đảo. Và chính tôi đã chứng kiến được cái cách của họ và tôi rất phục. Tức là cái cách mà họ tuân thủ cái luật lệ của Malaysia, rồi cách tuân thủ cái quy tắc trong trại và những cái quy định của Liên Hiệp Quốc. Nhờ đó mà các cái trại tị nạn của người Việt ở chúng ta có thể nói rằng là nó được an toàn và nó ít có những cái hỗn loạn giống như những sắc dân khác mà quý vị thấy là dân Miến Điện, dân ở Bangladesh, rồi ở Palestine, hay là dân tị nạn Syria, Phi Châu vân vân. Thì người Việt tị nạn họ có một cái tuân thủ rất là chặt chẽ trong cái quy tắc của Liên Hiệp Quốc, cái luật lệ của quốc gia sở tại và ngay cả cách đối xử của những người trong trại với nhau. Nhờ vào cái hệ thống gọi là công dân giáo dục này, quý vị, nó giúp cho chúng tôi giữ được mình rất là kỹ. Và bên cạnh đó thì tôi lại có dịp gặp gỡ rất là nhiều, ngoại trừ những bài học cho thân phụ dạy ra, thì gặp gỡ rất nhiều tiền bối. Thì chính cái điều mà họ dạy cho tôi nhiều nhất và tôi áp dụng trong cuộc sống, và áp dụng trong các cái cách đối nhân xử thế cũng như là cách áp dụng đối với cái lập trường chính trị. Quý vị, đó là triết học. Cái môn mà Cộng sản không bao giờ coi trọng và không bao giờ quý vị được tiếp cận với cái môn này á. Tại vì triết học nó là một cái môn được xem là nó mang một cái giá trị về suy nghĩ của con người và cái tâm tình của con người cũng như cái tâm linh con người nhiều hơn.
Thì quý vị, hôm trước, hôm qua, hôm kia tôi có nói với quý vị là thân phụ tôi có dạy tôi cái điểm biết điểm đến của mình và biết điểm dừng của mình. Khi mình biết điểm dừng của mình, tức là tránh được sự tham lam. Tránh được sự tham lam, biết điểm tới của mình là biết giữ cái lập trường đi tới đích của mình mà không thay đổi. Thì nhờ hai cái điểm này mà hôm nay tôi vẫn sống một cách thoải mái, không có bị vướng bận nhiều về những cái phiền phức mà cuộc sống hay xã hội mang lại cho tôi. Kể cả cái thời gian mà được xem là tôi phải bị thách thức nhiều nhất là ông tỷ phú đã đơn khởi kiện tôi. Tác động từ tất cả các bạn bè, những người quen của mình và kể cả tiền bạc của ông tỷ phú đó. Đôi lúc nó làm cho tôi xao động đó quý vị. Nhưng mà trong cái khái niệm của mình theo cái lời dạy của thân phụ là biết điểm tới của mình ở chỗ nào. Có nghĩa là giữ cái quy tắc của mình cho tới giờ phút cuối cùng, không thay đổi. Thì quý vị, cuối cùng tôi vượt qua được. Và cái vụ thắng kiện của tôi thì tất cả mọi người đều biết. Và chính bạn bè của tôi lúc đó cũng bật ngửa. Tại đâu có ai nghĩ rằng một ông tỷ phú đi kiện một người bình thường mà ông tỷ phú thua kiện. Bình thường chỉ có người thường đi kiện tỷ phú để làm tiền thôi. Chứ làm gì có chuyện mà ông tỷ phú mà đi kiện một người bình thường như vậy. Và ổng lại bị thua. Và tôi trở thành người thắng cuộc là nhờ cái quy tắc. Cái quy tắc đặt ra ngay từ đầu của mình. Quý vị có tưởng tượng rằng là trước khi ổng nộp đơn kiện tôi, ổng yêu cầu tôi giữ lại tất cả những bài của tôi đã viết ở trên cái trang Facebook cá nhân của tôi. Thì tôi trả lời với ổng. Tôi nói rằng, sorry anh, xưa nay những bài tôi viết ở trên đó chưa bao giờ tôi delete cả. Chưa bao giờ tôi xóa đi cả. Thì đó là cái quy tắc của tôi. Tức là mình không xóa những gì mình đã làm. Thì quý vị, chính cái quy tắc này nó giúp cho tôi có một cái niềm tin mạnh hơn. Là mình tin rằng cái quy tắc của mình đúng. Ngay cả cái việc đối nhân xử thế cũng vậy. Tôi vẫn giữ quy tắc của tôi. Tôi vẫn giữ quy tắc của tôi ngay từ đầu. Khi mà tôi đã có một cái quy tắc thì tôi không thay đổi. Nhất là những người đã từng quen biết với tôi, đã từng là bạn bè của tôi. Thì quý vị, tôi vẫn giữ quy tắc đó. Đó quý vị thấy trong bao nhiêu năm nay, tức là 5 năm nay, kể từ khi xảy ra cái việc mà ông Trump cho tới bây giờ, thì nhiều bạn bè của tôi họ ngã về phía cánh tả. Và nhiều khán giả của tôi đã kêu gọi tôi là phải lên án chỉ trích những người này người kia. Tôi vẫn cười và tôi không nhắc tới. Bởi vì tôi có quy tắc của tôi. Cái quy tắc đó là tôi vẫn tuân thủ, mặc dù cái quy tắc đó nhiều khán giả cho là lỗi thời rồi. Nhưng tôi vẫn giữ. Nhưng tôi vẫn giữ. Tôi chỉ trích họ ở trên cái quan điểm, nhưng tôi không bao giờ tấn công vào cá nhân của họ, cuộc sống của họ, hay là cái cách gọi là cái đời sống tư nhân của họ, mình không đụng tới. Mình chỉ trích trên cái quan điểm về chính trị xã hội nếu có. Điều này thì có thể xảy ra. Nhưng biểu tôi tấn công vào cá nhân của những người này thì dường như trong mấy năm nay quý vị thấy tôi chưa bao giờ làm. Tôi chưa bao giờ tấn công vào đời sống cá nhân của ai cả. Tôi chỉ trích trên cái hành động việc làm của họ ở ngoài xã hội nếu sai. Nếu tôi cảm thấy nó sai thì tôi chỉ trích, nhưng mà tôi chỉ trích với cái tinh thần là về cái mặt xã hội thôi. Tức là một cái hình thức tranh luận về mặt xã hội thôi. Chứ tôi cũng không có đem đời tư cá nhân của họ lên. Thì cái vị đó là cái quy tắc mà tôi đặt ra trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế. Nhờ cái quy tắc này mà tôi được rất nhiều những người bạn lúc đầu chưa hiểu thì hơi khó chịu, nhưng sau khi hiểu thì họ trở nên thân thiết với tôi hơn. Quý vị có tưởng tượng cái quy tắc này khiến một người mà đã từng có cái thành kiến với tôi trở thành người bạn thân nhất của tôi. Lúc đó quý vị, năm 1999, lúc đó tôi vào làm cho đài Lido Sài Gòn Radio ở tại Nam California. Cái người mà gọi là có thể nói rằng là nhìn tôi bằng nửa con mắt. Nhìn tôi bằng nửa con mắt là anh Phạm Long. Lúc đó ảnh giống như mặt trời trên đỉnh. Ảnh là ngôi sao lớn nhất của Đài Lý Đồ Sài Gòn Radio. Và trong cái lúc mà tôi vào trong đó tôi làm đó quý vị, là cái phòng của tôi với ảnh với Hoàng Mai Đạt nằm ngay chung một cái phòng vậy đó.
3 tháng trời quý vị có tưởng tượng rằng là tôi với ảnh không nói với nhau một câu nào. Phần ảnh làm, phần tôi làm. Và không nhìn nhau. Cho tới khi cái người mà gọi là phụ tá, cái người mà phụ tá của ông tổng giám đốc Vũ Quang Ninh đó, khi kêu chúng tôi họp lại đó quý vị, tức là Nguyễn Hữu Công đó, cái nhân vật mà chỉ trích ông Trump bây giờ đó, khi mà Nguyễn Hữu Công đưa ra cái chương trình mới cho chúng tôi gọi là tìm bạn bốn phương ở trên đài radio đó, thì Phạm Lộng ngồi ngó thì tôi là cái người lên tiếng phản đối. Tôi nói rằng là không, nếu mà anh muốn đưa ra chương trình này thì nó phải có sự làm việc với phía sở cảnh sát Sheriff của quận Cam hay là sở cảnh sát Westminster. Tại vì cái chương trình này nó dễ dẫn tới cái tình trạng là mãi dâm trá hình. Phía cảnh sát và phía cơ quan công lực họ đòi hỏi chúng ta phải có sự hợp tác chặt chẽ. Nó nhiêu khê lắm, không nên làm chương trình này. Thì Nguyễn Vũ Công lại là cái kẻ không biết luật lệ. Không biết những cái luật lệ của thành phố, của quận hạt. Thì cãi bướng với tôi. Và tôi đứng lên tôi vỗ bàn, tôi cự Nguyễn Phú Công. Nguyễn Phú Công. Thì sau cái trận đó, anh Phạm Long nhìn tôi bằng cặp mắt khác. Và bây giờ anh là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Quý vị, thì đó là cái gì quý vị? Chúng ta giữ cái quy tắc. Cái quy tắc đó là cái quy tắc mà làm cho người khác nể mình. Chứ không phải là những cái lời xu nịnh. Tánh tôi xưa nay không nói những lời xu nịnh. Do đó, mình chỉ cần giữ cái quy tắc. Thì cái quy tắc đó đôi lúc gây khó chịu cho người làm việc xung quanh. Nhưng mà về lâu dài, họ thấy được cái quy tắc đó đúng, thì họ sẽ kính trọng quý vị. Họ sẽ có một cái sự cả nể đối với quý vị. Còn nếu như mà chúng ta vì cái công việc, gọi là bằng cái vị gọi là uyển chuyển một chút cho nó flexible đó, tức là uyển chuyển một chút đó quý vị, là chính quý vị thay đổi quy tắc của mình. Và sự thay đổi quy tắc này dần dần đẩy quý vị vào con đường bế tắc. Có thể quý vị sẽ làm ăn buôn bán được vài năm tốt lắm. Nhưng mà sau đó quý vị sẽ trả giá rất đắt. Khi mình thay đổi lập trường, khi mình thay đổi quy tắc. Thì quý vị, quy tắc này nó đến từ cái triết lý của cuộc sống do chính bản thân mình đặt ra. Chỗ nào là lằn ranh giới hạn không thể vượt qua được. Lằn ranh giới hạn trong cái cách đối nhân xử thế, lằn ranh giới hạn của cái lập trường chính trị, lằn ranh giới hạn của cái đạo đức xã hội. Tất cả đều có cái lằn ranh và cái lằn ranh này rất mong manh. Dễ làm cho quý vị thay đổi vì cái nhu cầu công việc, vì cái muốn hoàn tất một cái dự án nào đó, quý vị dễ dàng thỏa hiệp và sự thỏa hiệp đó dẫn tới việc quý vị vi phạm vào chính quy tắc của mình. Và chính điều này nó làm cho quý vị cháy. Nó làm cho quý vị cháy. Và hôm kia tôi có ngồi nói chuyện với lại anh Trần Chí Phúc đó, thì ảnh nêu ra nhiều vấn đề lắm. Thì quý vị, một trong những vấn đề tôi nói là tại vì các anh không có suy nghĩ và phân tích cặn kẽ. Ví dụ lấy trường hợp của tôi, khi tôi mở ra cái chương trình YouTube, tôi đặt ra cái quy tắc của tôi ngay từ đầu. Và những khán giả đầu tiên họ đến với tôi vì cái quy tắc đó. Rồi khi mà tôi có đông đảo khán giả theo dõi chương trình, tôi thay đổi quy tắc của mình, tôi chạy theo cái đám đông tới sau, thì những khán giả đầu tiên họ sẽ bỏ tôi. Những khán giả đầu tiên mà đã coi chương trình của YouTube TNP, họ sẽ bỏ tôi. Tại vì tôi đã chạy theo cái đám đông bầy đàn, tôi đã chạy theo cái đám đông của những cái trend trên mạng xã hội, mà tôi bỏ rơi cái quy tắc của mình, khiến cho những khán giả đầu tiên đến với mình, họ bỏ rơi mình. Họ nói, ô, đài ông Phong bây giờ không còn giống như ngày xưa nữa. Và họ đi kiếm một cái đài khác. Đây là cái sự thất bại của những người làm YouTube hay làm truyền thông, mà họ không giữ được cái quy tắc của họ ngay từ đầu. Tôi thì khác. Ngay từ lúc tôi mở ra cái chương trình này, tôi đã nói chương trình của tôi là chủ quan. Và tôi vẫn giữ cái quan niệm chủ quan của tôi cho tới giờ phút này. Thứ hai là chương trình của tôi chuyên về thời sự. Thì tôi tập trung vào thời sự nhiều hơn so với những cái chuyện khác. Những cái chuyện khác mình có quan tâm tới, mình soạn một chương trình khác vào một ngày khác, giờ khác để mình làm. Mình không interfere, mình không để cho cái khán giả đang theo dõi tin tức phải khó chịu lắng nghe những câu chuyện mà không họ không thích. Tại vì họ đến với tôi là nhờ cái phần tin tức nhiều hơn, thời sự phân tích tin tức nhiều hơn.
và tôi giữ cái quy tắc đó từ đó tới bây giờ. Tôi không chạy theo những cái trend trên mạng xã hội, tôi không chạy theo những cái drama mà nhiều người đã bị vướng phải. Tại vì họ thấy rằng, ủa, tự nhiên mình đang làm ngon lành, có 20-30 ngàn, có 10 ngàn, 20-30 ngàn subscriber hay người xem thôi, tự nhiên đụng tới cái drama này lên cả mấy trăm ngàn, 1 triệu subscriber, thì mừng quá cứ chạy theo đó, mà chính mình bỏ rơi cái quy tắc. Chính vì vậy, có nhiều channel mở ra thì ít người chúng phải được vài một câu chuyện gọi là drama hay là trend của xã hội, cái lượng xem nhiều lắm, và cuối cùng bây giờ họ đóng cửa hết, hay là bị mất hết view, là bởi vì họ không giữ đúng cái quy tắc ngay từ đầu. Với những khán giả, cũng giống như quý vị, tôi tổ chức show, quý vị có tưởng tượng rằng rất nhiều nghệ sĩ họ than phiền tôi rất là nhiều, nhưng mà tôi vẫn giữ quy tắc. Là tại vì sao? Người Việt Nam có tâm lý hay tới trễ. Show của tôi treo 6:30. 6:30 lát đã có vài người tới. Thì thông thường các ông mà tổ chức á, là các ông nấn ná chờ cho đông người rồi mới bắt đầu cho chương trình khai mạc. Tôi thì khác. Đúng 6:30 là tôi cho khai mạc. Bất kể là ở dưới chỉ có vài bàn lẻ tẻ thôi. Thì nhiều nghệ sĩ mà ra trình diễn đó quý vị, họ nói anh Phong, anh chơi kiểu này ác quá. Em ra trình diễn lúc đó đâu có ai đâu. Nhiều nghệ sĩ nói với tôi như vậy. Thì tôi là cái người khéo léo, lúc đầu mình thiếu kinh nghiệm. Mình cho họ trình diễn thì họ khai, mình cũng thấy cũng mặc cảm. Tự nhiên bắt họ ra trình diễn mà khách lèo tèo có vài bàn à. Thì sau đó tôi kinh nghiệm hơn. Tôi cho họ trình diễn 2 tiết mục. Một tiết mục mở đầu và một tiết mục ở giữa. Thì quý vị, cuối cùng NWD, cái tiệc đó người ta vẫn tới. Và tới đầy đủ hết. Nhưng người ta tới trễ. Có điều, những người tới trễ đó, tôi không vì những người tới trễ đó. Tại vì có những người khán giả của tôi, tuy vài bàn thôi, nhưng những người này họ tin tưởng vào cái đúng giờ của tôi. Họ tới đúng giờ. Họ tới sớm nữa. Họ tới đúng giờ. Và tôi không thể nào bắt những người có cái lòng tự trọng tới đúng giờ phải ngồi chờ những người khác tới trễ giờ. Tôi không thể làm vậy được. Tôi không thể làm như vậy được. Do đó, mỗi một cái chương trình của tôi tổ chức đều đúng giờ. Cách nhau khoảng 5-10 phút là tối đa. Trừ khi có trở ngại về âm thanh, có trở ngại về microphone hay cái gì đó, thì nó bị trễ 5 phút thôi. 5 phút hoặc 7 phút là tối đa. Là tôi cho bắt đầu chương trình, bất kể ở dưới có bao nhiêu người dự. Nhưng tôi khéo léo hơn. Cái người nghệ sĩ trình diễn đầu thì chưa có khách, thì tôi lại sắp cho họ thêm một tiết mục ở giữa lúc khách đông để bù lại cho họ. Nhưng ít nhất tôi giữ được cái quy tắc là đúng giờ với khán giả của tôi. Đúng giờ với khán giả của tôi, để những người mà họ đến sớm, họ tin tưởng vào cái tổ chức của mình, họ không chờ đợi những người tới trễ. Và việc này đã xảy ra quý vị ở Hilton khi mà tôi tổ chức vào năm ngoái năm kia. Lúc mà tôi tổ chức cho Khánh Hà, Chế Linh, Hương Lan, Thanh Lan, Phượng Mai ở tại Baby Club. Lúc đó anh Lim Baby Club nói Phong ơi, chắc là kéo khoảng nửa tiếng nữa đi. Mình bắt đầu đi thì khách cũng còn tới chưa đông. Tôi nói no. Và lúc đó chị quý vị biết cái người trẻ nhất là ai không? Chị Khánh Hà. Chị Khánh Hà là người mà ý mà cái khách sạn chị rất gần cái chỗ trình diễn của tôi. Nhưng mà ý thì tôi nói còn có 3 phút nữa thôi. Nếu mà chị không có mặt để trong cái màn trình diễn đầu tiên của 4 người nữ đó, chị tự trả lời với khán giả. Chương trình em không kéo về được. Và quý vị, còn đúng 1 phút nữa, 60 giây thôi, là Khánh Hà lao tới cửa sau. Chỉ kịp xỏ cái áo dài nhảy lên sân khấu. Rồi xong rồi bà ra nói, mày ác quá, mày ác quá. Nói không, tại vì chị phải nghĩ rằng những khán giả này họ tới sớm lắm. Họ tin tưởng chương trình mình bắt đầu đúng giờ. Thì quý vị, đó là cái quy tắc. Cái quy tắc của tôi là tại vì sao cuối cùng thì quý vị, cái show cũng đầy người. Nhưng có một số người vì công việc làm ăn của họ, họ tới trễ. Hoặc có một số người thì họ theo cái suy nghĩ là ồ, mình tới sớm chả có ai đâu. Thôi để tới trễ cho nó đông vui hơn. Rồi còn một số người thì vì họ là công việc làm ăn. Họ đóng cửa tiệm trễ, họ tới trễ, họ thông báo cho tôi biết trước. Ví dụ như tôi bán một cái bàn nào đó
hay một số vé nào đó thì họ cũng nói với tôi tiệm của em của chị đóng cửa 8 giờ 9 giờ chị mới tới được. Thì họ thông báo cho mình biết, mình đã biết là họ trước sau cũng tới. Có điều là họ phải giải quyết cái vấn đề công ăn việc làm của họ trước. Nhưng có một số người khác thì lại có cái suy nghĩ là đợi đông khách mới tới. Thì quý vị, còn những người tới đúng giờ, tới đúng giờ thì quý vị, họ phải ngồi chờ à. Thì cái đó bất công đối với họ. Tại vì họ là người tuân thủ đúng cái quy tắc của bữa tiệc. Mình đăng 7 giờ mà họ tới 6 giờ rưỡi. Họ tới sớm nửa tiếng đồng hồ. Thì không thể nào bắt họ ngồi chờ tới 8 giờ chương trình mới bắt đầu. Do đó quý vị, đây là cái quy tắc đặt ra. Thì cái quy tắc này nó đi từ cái triết lý của cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa. Tức là nó giúp cho quý vị tự hiểu được cái chiều sâu của cuộc sống. Và nhờ hiểu được chiều sâu của cuộc sống thì chúng ta mới đặt ra được cái quy tắc của mình khi mà ra xã hội. Bởi vậy tôi mới nói những kẻ bưng bô cho cộng sản, những kẻ đi về gọi là làm lợi cho cộng sản, họ không giữ được quy tắc này. Họ cứ nghĩ là chỗ nào có khán giả, chỗ nào có khách hàng là họ lao tới. Nhưng mà không, họ không biết được những người mà giữ cái gốc của họ ở đây. Họ phải tôn trọng những người mà ngay từ ngày đầu họ mở cơ sở thương mại. Họ bỏ đi những cái gốc cũ để họ chạy theo cái đám đông ngọn ở trên. Thì vài năm sau đó họ trả giá. Cái gốc này bỏ họ, rồi cái ngọn cũng bỏ luôn. Lúc đó họ chơ vơ giữa trời. Thì quý vị, đó là những cái tôi nói là quy tắc trong cuộc sống không thể tránh được. Những cái quy tắc trong cuộc sống không thể tránh được. Do đó, những kẻ mà được xem là, mà quý vị thấy trong thời gian gần đây, mà dần dần chạy về Mỹ thân tàn ma dại, là bởi vì chính bản thân của họ ngay từ đầu họ không giữ được cái lập trường, cái quy tắc của mình. Trong lập trường cũng vậy, trong lập trường chính trị là phải có quy tắc chứ không thể nói là lập trường không. Và quy tắc đó nằm ở mức độ nào? Hôm trước khi mà tôi ghé lên trên San Jose có cái buổi họp báo đó, thì tôi có cái ngôn ngữ khá mạnh. Ý của tôi muốn nói rằng là cái lập trường chống cộng nó sẽ đặt ở cái khúc nào thích hợp cho mọi người và mọi người đồng ý. Không thể là chỗ này đi Việt Nam thì chống, chỗ kia đi Việt Nam thì không chống. Đã chống phải chống toàn diện. Nếu mà mình đi tới cực đoan là như vậy, nếu mà đi tới mức như vậy thì tôi nói là không thể đi Việt Nam được. Là bởi vì tất cả đều xin visa, xin chiếu kháng. Mà xin chiếu kháng thì có nghĩa là thừa nhận chế độ cộng sản hợp pháp rồi. Do đó nếu đi tới tận cùng vấn đề mà quý vị gọi là đi cực đoan, vậy thì nếu chúng ta không đi tới tận cùng đó thì cái khúc nào là khúc chúng ta dừng thích hợp nhất? Không đi tới tận cùng đó thì phải dừng lại một cái khúc nào, không thể dừng ở cái khúc có lợi cho người này mà không có lợi cho người kia. Do đó tôi đặt ra vấn đề để cho anh em có chung một lập trường là phải có một cái quy tắc chung. Cái quy tắc chung đó làm sao đáp ứng được mọi phía để tránh tình trạng gọi là chỉ trích lẫn nhau là như vậy. Thì quý vị, cái mà tôi muốn đặt ra cho mọi người là cái lập trường, cái quy tắc. Anh dừng ở chỗ nào? Cái vấn đề chống cộng và lập trường chống cộng sẽ dừng ở chỗ nào để thích hợp? Tại vì nếu mà nói đến tới cộng, tôi nói thẳng luôn. Hôm đó tôi cũng nói thẳng. Bây giờ quý vị mua vé của Eva, quý vị mua vé của Cathay, quý vị mua vé của bất kỳ một cái hãng máy bay nào. Nhưng mà khi về tới bên đó, đi từ quốc gia đó vào Việt Nam phải đi bằng Vietnam Airlines. Tại vì những công ty hàng không đó nó ký hết với Vietnam Airlines rồi. Quý vị có từ chối không bước lên Vietnam Airlines không? Khi quý vị bay tới Đài Loan, khi quý vị bay tới Nhật Bản, khi quý vị bay tới Hồng Kông, khi quý vị bay tới Singapore. Bây giờ cái chuyến từ những nơi đó vô Việt Nam đều là Vietnam Airlines hết. Quý vị có từ chối không ngồi lên ghế của Vietnam Airlines hay không? Câu trả lời là không. Thì không lẽ bây giờ tôi chống luôn những người ngồi trên Vietnam Airlines à? Do đó, cái lằn ranh và cái quy tắc nó nằm ở chỗ nào? Cái lằn ranh quốc cộng đó, nó sẽ nằm ở cái chỗ nào thích hợp? Do chúng ta đặt ra quy tắc. Mà cái quy tắc đó là do chính bản thân mình phải phân tích tới tận cùng vấn đề. Thì mình đặt ra được cái quy tắc. Thì cũng như vậy. Cái đám mà quý vị gọi là bưng bô cho cộng sản, chính vì nó đạp qua quy tắc, nó đạp bỏ tất cả những người đã giúp cho nó bên này,
để nó quay về bên kia. Rồi bây giờ quý vị thấy cái giá nó phải trả như thế nào? Cả hai bên đều không chơi hết. Cả hai bên đều tẩy chay hết. Cuối cùng quý vị, nó sống ở giữa. Nó không được bên này, nó cũng không được bên kia. Cuối cùng nó biến mất khỏi cộng đồng. Về Mỹ thì biến mất khỏi cộng đồng. Còn về Việt Nam thì không dám lú đầu ra nữa. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ gọi là không giữ quy tắc. Do đó quý vị, trên cái channel của tôi nhiều khán giả nói là ông Phong này ổng khó quá đi. Ông Phong này ổng khó chịu quá đi. Nhưng mà quý vị, đó là cái quy tắc. Tại vì tôi phải bảo vệ cho những khán giả ngay từ đầu đã có mặt với tôi. Ngay từ đầu khi tôi mở cái channel, từ bên Facebook qua YouTube, họ đến với tôi vì cái quy tắc đó. Cho nên tôi không thể bỏ những quy tắc này được. Và đó là cái triết lý sống mà, và cái triết học mà tiền bối đã dạy lại cho tôi. Những tiền bối ở trong giới quân đội, ở trong giới hành chánh quốc gia, họ truyền lại cho tôi. Và tôi tự mình đúc kết ra và chọn lấy cái quy tắc của mình. Chính vì vậy mà tôi mới nói với quý vị, trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì nó không có một cái chủ đề rõ ràng. Nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh, họ quên một điều. Những kẻ đang đi về gọi là bưng bô cho Cộng sản, họ quên một điều. Là cái bài công dân giáo dục và cái nền triết học của miền Nam Việt Nam. Mà họ quên đi hai bài học này. Cho nên bây giờ quý vị, ở cuối đời, có thể họ thành công ở một cái khoảng nào đó ở hải ngoại. Nhưng cuối đời của họ đều trả giá rất đắt. Bởi vì họ đánh mất cái gốc của mình. Họ đánh mất cái chỗ mà giúp cho họ có được cái chỗ đứng trong xã hội. Họ chạy theo cái đám đông ở trên ngọn quá nhiều. Và cuối cùng họ trả giá. Ngay cả những kẻ làm YouTuber cũng vậy. Lúc đầu ra thì người ta thấy có quy tắc đâu đó đàng hoàng. Nhưng dần dần bắt đầu chạy theo cái trend, chạy theo cái drama, chạy theo những cái lộn xộn trên mạng xã hội. Và bỏ rơi cái quy tắc của mình ngay từ đầu. Channel của tôi không có. Ngay từ đầu cái channel của tôi đưa tin cho quý vị. Cho tới ngày hôm nay tôi vẫn giữ cái đó là cái điều chính. Tại vì tôi biết những khán giả đến với tôi ngay từ đầu là những bản tin của tôi. Những cái lời phân tích, đối chiếu, so sánh trên cái chủ quan của tôi. Hôm nay nó vẫn như vậy. Nó không có thay đổi cái quy tắc đó. Chính vì vậy, những khán giả ngay từ ngày đầu họ theo tôi, tới bây giờ họ vẫn theo dõi mỗi ngày. Là bởi vì họ đến với tôi vì cái quy tắc đó. Còn bây giờ tôi chạy theo những cái trend, tôi có thể có được cả triệu view. Tôi có thể có vài trăm ngàn view mỗi ngày. Tôi có thể có vài trăm ngàn view cho mỗi một cái clip. Nhưng mà nó kéo dài được bao lâu? Nó kéo dài được 3 ngày, 2 ngày. Hay nó sẽ từ năm này qua tháng nọ. Do đó, những người làm YouTube hay là những người ra phục vụ xã hội phải để ý tới bài học công dân giáo dục và triết lý. Tại từ đó, quý vị mới phân tích được mình đứng ở chỗ nào trong xã hội. Mình có cái quy tắc nào để giữ tất cả mọi người lại với mình. Thì quý vị, bài nói chuyện ngày hôm nay thì nó hơi mông lung một chút xíu. Nhưng tôi vẫn nhấn mạnh một điều. Tôi vẫn nhấn mạnh một điều là cái quy tắc mình đặt ra. Và quy tắc đó nó tới từ cái nền giáo dục của miền Nam Việt Nam trước đây. Hai bài học mà mọi người nghĩ rằng nó rất bình thường. Nó không có gì quan trọng cả. Nhưng chính nó lại là cái kim chỉ nam khi mình lao ra xã hội. Công dân giáo dục và nền triết học của miền Nam. Hy vọng rằng bài nói chuyện này các em, các cháu ở trong Việt Nam nên tìm hiểu lại cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và mong rằng các tiền bối của tôi, những người đã lao đầu trong cuộc sống ở Mỹ, ở các quốc gia quá nhiều, mà đồ vô tình chúng ta quên đi những cái bài học rất quý để giúp chúng ta nhận định lại và giúp chúng ta bắt đầu sắp xếp lại cái quy tắc cuộc sống của mình. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện đặc biệt ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!